Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, để giáo dục khơi dậy lòng tự hào về truyền thống lịch sử cách mạng của quê hương, động viên nhân dân phát huy truyền thống thi đua lao động học tập và công tác, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Trong thời gian qua, huyện Hậu Lộc đã tích cực triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa. Qua thời gian dày công tìm hiểu, sưu tầm, huyện Hậu Lộc đã thu thập được hơn 230 tư liệu, hình ảnh, hiện vật về quá trình hình thành, phát triển của vùng đất Hậu Lộc, thành tựu về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và các sản phẩm văn hóa đặc trưng của đất và người Hậu Lộc. Đặc biệt, huyện đã sưu tầm được nhiều tư liệu quý như sắc phong nghè Vích năm 1653 đời vua Khánh Đức năm thứ tư, hiện vật đồ gốm và đồ đá di chỉ văn hóa Gò Trũng, di chỉ văn hóa Hoa Lộc hay bộ quần áo và khăn xếp mà đồng chí Tố Hữu đã mặc. Những tư liệu hiện vật quý này sẽ được huyện trưng bày tại triển lãm Thanh Hóa xưa và nay. Chúng tôi cũng đã lựa chọn khoảng 70 hình ảnh và trên 50 hiện vật tiêu biểu cho các giai đoạn của huyện Hậu Lộc tham gia gian trưng bày. Ngoài ra thì Ủy ban huyện cũng đã xây dựng cái phóng sự để quảng bá về Hậu Lộc tự hào truyền thống xưa và nay. Đến thời điểm hiện nay thì các cái phương án thiết kế để cương thuyết minh, đặc biệt là hướng dẫn cho hướng dẫn viên cũng như là các cái bộ phận liên quan trong quá trình là phục vụ cái gian trưng bày, phục vụ du khách đến với gian triển lãm của huyện Hậu Lộc cũng đã cơ bản hoàn tất. Đến thời điểm này, các cụm cổ động, băng rôn, khẩu hiệu, pano, hộp đèn, màn hình LED đã được lắp đặt tại các tuyến đường chính của huyện, các di sản văn hóa của các xã, thị trấn và tại các cơ quan, công sở, trường học, giúp người dân Hậu Lộc hiểu rõ hơn về ý nghĩa kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa. Ngay từ ban đầu, chúng tôi đã tổ chức rất là tốt cái cuộc thi tìm hiểu 990 năm. Cuộc thi này đã được triển khai đến tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn toàn huyện. Gắn với cái công tác tuyên truyền thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị một cái xe cổ động cùng với đoàn của tỉnh. Và trong những ngày vừa qua thì đã bắt đầu tuyên truyền cổ động trên địa bàn toàn huyện. Rồi chuẩn bị cho cái đội văn nghệ tham gia với chương trình của tỉnh. Cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, huyện Hậu Lộc đã và đang góp phần giúp cho các hoạt động kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa thêm phong phú, tạo điểm nhấn thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, triển lãm Thanh Hóa xưa và nay khai mạc vào ngày 5 tháng 5 tới là triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước tới nay được tổ chức tại Thanh Hóa với sự tham gia của hơn 30 tập thể cá nhân trưng bày hơn 10.000 tư liệu, hiện vật hình ảnh về Thanh Hóa từ xưa đến nay. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên toàn bộ các tư liệu, hiện vật hình ảnh trưng bày tại triển lãm sẽ được số hóa và triển lãm trực tuyến trên mạng Internet. Những ngày này, các bộ phận liên quan của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa đang gấp rút hoàn chỉnh giao diện, thống kê, phân loại tư liệu, hiện vật, hình ảnh đã được số hóa để giới thiệu trên không gian mạng. Nội dung bố cục của triển lãm trực tuyến hoàn toàn trùng khớp với triển lãm thực tế dọc đại lộ Lê Lợi và tại Trung tâm Truyền hình Triển lãm Hội chợ Quảng cáo tỉnh với 4 phần chính, gồm Thanh Hóa thời tiền sử sơ sử, Thanh Hóa thời kỳ phong kiến và thuộc địa nửa phong kiến, Thanh Hóa thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội 1945-1975 và Thanh Hóa trong thời kỳ đổi mới. Sau khi hoàn tất việc số hóa và triển khai triển lãm trực tuyến, công chúng chỉ cần truy cập vào địa chỉ web truyenhinhthanhhoa.vn, nhấn vào module Triển lãm Thanh Hóa xưa và nay sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin về các tư liệu, hiện vật, hình ảnh được trưng bày tại triển lãm. Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa lần đầu tiên thực hiện cái số hóa và cái triển lãm online các cái tư liệu của triển lãm Thanh Hóa xưa và nay. Thì đây là một cái công việc rất là lớn nên chúng tôi đã tập trung cái nguồn lực để làm. Thì đến nay thì cái triển lãm online và cái số hóa thì cũng gần được hoàn thành. Và đây là một cái nguồn tư liệu rất là phong phú, đa dạng và rất là lớn để phục vụ cho cái công tác nghiên cứu của những ai quan tâm về Thanh Hóa. Và cái nguồn tư liệu này thì cũng sẽ góp phần quảng bá cái hình ảnh Thanh Hóa xưa và nay. Với cái triển lãm online này thì người dùng có thể dễ dàng là tiếp cận miễn là có kết nối Internet bằng bất cứ một cái thiết bị nào, điện thoại
hay là máy tính, TV có kết nối Internet. Khán giả có thể dễ dàng lựa chọn cách xem, như là xem lần lượt từng ảnh hoặc là xem các bản trình bày nó chạy tự động. Thế thì người xem có được cái nhìn toàn cảnh về Thanh Hóa xưa và nay. Tư liệu, hiện vật, hình ảnh được số hóa sẽ giúp việc lưu trữ, truy xuất, chia sẻ, tìm kiếm thông tin trở nên dễ dàng hơn và tăng khả năng tiếp cận cho người sử dụng. Với hơn 10.000 tư liệu, hiện vật, hình ảnh, triển lãm online Thanh Hóa xưa và nay sẽ góp phần phản ánh quá trình hình thành phát triển của vùng đất Thanh Hóa, đồng thời là một kênh thông tin quan trọng đối với những ai muốn tìm hiểu về đất và người xứ Thanh. Để đạt được mục tiêu đón hơn 1,5 triệu lượt khách cho năm 2019, huyện Hoàng Hóa xác định cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và người dân thì vai trò của các nhà đầu tư đặc biệt quan trọng đối với việc nâng cấp cơ sở hạ tầng và xã hội hóa các hoạt động dịch vụ văn hóa. Với cách làm sáng tạo, chủ động kêu gọi và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, đến nay Hoàng Hóa đã thu hút 20 doanh nghiệp tham gia đầu tư trên lĩnh vực du lịch. Ngoài đầu tư vào hạ tầng du lịch với số vốn gần 5.500 tỷ đồng, các nhà đầu tư đến với Hoàng Hóa còn là cầu nối quan trọng để huyện tiếp tục xúc tiến kêu gọi các đơn vị doanh nghiệp khác tham gia phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Sự ra đời của nhiều khu vui chơi giải trí và mở rộng khuôn viên ở các khu du lịch như Hải Tiến, Hoàng Trường, Hoàng Phụ và Hoàng Thanh đã giúp cho du khách khi đến với Hoàng Hóa có thêm nhiều trải nghiệm mới, thu hút được nhiều nhà đầu tư có tiềm lực nâng cao chất lượng phục vụ và gia tăng lượng khách vào mỗi năm, cho thấy công tác xã hội hóa trong phát triển du lịch ở Hoàng Hóa đang là hướng đi đúng. Là một doanh nghiệp đóng trên địa bàn thì chúng tôi rất là tự hào và luôn luôn mong muốn là có nhiều doanh nghiệp khác cùng với chúng tôi xây dựng một Hải Tiến ngày càng phát triển hơn. Trong năm 2019 này thì doanh nghiệp chúng tôi cũng đóng góp một phần bé nhỏ để cho phục vụ cho cái lễ khai trương du lịch năm 2019. Mong rằng là năm nay cái lượng khách đến với Hải Tiến sẽ càng ngày càng phát triển và đông hơn nữa, góp phần nâng cao cái tiềm năng khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, đưa huyện Hoàng Hóa ngày càng phát triển hơn. Sự thành công trong công tác xã hội hóa trong phát triển du lịch ở Hoàng Hóa còn được thể hiện ở những đổi mới trong cách tổ chức khai trương ở các mùa du lịch. Tại lễ khai mạc du lịch biển Hải Tiến vào ngày 28 tháng 4 tới đây, du khách đến với Hoàng Hóa sẽ nhìn thấy sự thay đổi rõ nét từ hạ tầng giao thông đến cảnh quan các khu điểm du lịch. Năm nay cũng là năm đầu tiên lễ hội cầu ngư cấp huyện được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc. Hải Tiến có được ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân Hoàng Hóa và đặc biệt là sự tâm huyết của các nhà đầu tư, cũng như là sự yêu mến của du khách trong và ngoài nước. Trong đó thì có thể nói là đóng góp của các nhà đầu tư rất lớn. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cái nhà đầu tư vào với Hải Tiến thì trước mắt là chúng tôi sẽ phải tạo cái hạ tầng cơ sở thuận lợi để các nhà đầu tư vào đầu tư. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất về các cái thủ tục hành chính liên quan cấp huyện. Cái thứ ba là chúng tôi sẽ động viên nhân dân tích cực ủng hộ các cái nhà đầu tư khi mà họ triển khai các dự án trên địa bàn của huyện. Với tiềm năng lợi thế được thiên nhiên ban tặng, cùng với chiến lược phát triển du lịch sinh thái đúng hướng và sự đầu tư có trọng tâm trọng điểm của các doanh nghiệp, hứa hẹn Hoàng Hóa sẽ là điểm đến hấp dẫn đối với du khách khi về với xứ Thanh. Thưa quý vị và các bạn, tối nay ngày 26 tháng 4, huyện Tĩnh Gia sẽ tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển Hài Hòa năm 2019. Đến ngày hôm nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng chào đón du khách đến Hải Hòa vào mùa du lịch biển năm nay. Đến với khu du lịch Hải Hòa trong mùa du lịch biển năm nay, chắc chắn điểm gây ấn tượng nhất đối với du khách là tuyến đường khang trang sạch đẹp nối từ quốc lộ 1A đến sát bãi biển vừa được hoàn thành đưa vào sử dụng. Tuyến đường có chiều dài gần 2,8 km với tổng mức đầu tư hơn 99 tỷ đồng, có phần cải thiện đáng kể điều kiện cơ sở hạ tầng của khu du lịch này. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương và các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong khu du lịch Hải Hòa đã có nhiều cố gắng trong việc đảm bảo điều kiện về lưu trú, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự. Đặc biệt, để chuẩn bị cho khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Hòa vào tối ngày 26 tháng 4, Ủy ban dân huyện Tĩnh Gia đã chỉ đạo các đơn vị chức năng lên phương án phân luồng giao thông, bố trí các bãi đỗ xe cho đại biểu và du khách, bảo đảm nguồn điện, chuẩn bị về lễ tân hậu cần. Chúng tôi cũng đã cùng phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân huyện thực hiện là dùng nguồn máy phát dự phòng để đảm bảo cấp điện ổn định, cũng như là phân cán bộ công nhân viên để tập trung trực để đảm bảo cấp điện ổn định cho khu vực lễ hội khai trương Hải Hòa
ngày 26 tháng 4 sắp tới. Tính đến giờ phút này thì tất cả các doanh nghiệp cũng như là tất cả các khách sạn tại khu du lịch biển Hải Hòa đến giờ thì chúng tôi đã tương đối hoàn tất về nhân lực cũng như vệ sinh môi trường, rồi chuẩn bị thực phẩm cũng như là trang thiết bị và sẵn sàng để đón khách. Huyện Tĩnh Gia xác định phát triển khu du lịch biển Hải Hòa là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế của huyện. Chính vì vậy, năm nay, huyện đã đưa ra nhiều nhiệm vụ cụ thể nhằm tạo ra sự đổi thay căn bản, chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động du lịch tại Hải Hòa. Thứ nhất là phải xác định là cái việc đầu tư cái hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho cái du lịch là cái then chốt nhất. Cái nội dung thứ hai là làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong quá trình cái mùa du lịch. Và cái thứ ba là phối hợp với lại các cái cơ quan chức năng, đặc biệt là ngành y tế, để đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Và cái thứ tư là huyện làm tốt cái công tác quản lý cái giá cả các cái cửa hàng kinh doanh, để như thế là các cái cơ sở kinh doanh của trên địa bàn khu du lịch ấy là bán đúng theo giá niêm yết. Tối ngày 26 tháng 4, lễ khai trương du lịch biển Hải Hòa chủ đề Hải Hòa biển hát sẽ được diễn ra do các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nhà hát ca múa kịch Lam Sơn và Trung tâm Dịch vụ Phát thanh Truyền hình và Tổ chức Sự kiện Thanh Hóa phối hợp thực hiện. Đây sẽ là hoạt động mở màn đầy ý nghĩa cho mùa du lịch biển năm nay. Qua đó, góp phần quảng bá về tiềm năng thế mạnh, thu hút các nhà đầu tư và khách du lịch về với biển Hải Hòa. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin khác. Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh vừa tổ chức thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 cho 4 xã của huyện Hoàng Hóa, gồm Hoàng Phụ, Hoàng Thanh, Hoàng Khê và Hoàng Cát. Đây là những xã có xuất phát điểm thấp, hạ tầng nông thôn yếu kém, nguồn lực hạn chế nên nằm ở top về đích cuối cùng của huyện Hoàng Hóa trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, trong 8 năm thực hiện chương trình, chính quyền và nhân dân các xã đã nỗ lực vượt qua khó khăn, có nhiều cách làm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của cả 4 xã đều đạt trên 40 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 3%. Căn cứ vào báo cáo thẩm tra của Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Hóa, báo cáo thẩm định của các ngành và kết luận kiểm tra thực tế, đoàn thẩm định đã bỏ phiếu thống nhất các xã nêu trên đủ điều kiện để đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ vừa phối hợp với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Tổng công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An và Ủy ban dân huyện Yên Định tổ chức hội nghị đầu bờ mô hình trình diễn gói kỹ thuật canh tác tiên tiến trong sản xuất lúa tại xã Định Tường. Mô hình được triển khai trong vụ chiêm xuân 2019 tại xã Định Tường, huyện Yên Định trên diện tích 10 ha. Mô hình trình diễn trên giống lúa NA6 được áp dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất, gieo cấy và biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp IPM. Đến nay, qua đánh giá kết quả thực tế cho thấy, mô hình áp dụng gói kỹ thuật canh tác tiên tiến trong sản xuất lúa không những chủ động được thời vụ, mật độ cấy hợp lý, tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, cứng cây, tăng khả năng quang hợp, giảm sâu bệnh và lượng thuốc bảo vệ thực vật, giảm khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính. Dự kiến năng suất đạt trên 8,1 tấn trên 1 ha. Sau khi trừ chi phí, các hộ có thu nhập gần 42 triệu đồng trên 1 ha một vụ, cao hơn 9,3 triệu đồng một ha một vụ so với giống đối chứng. Từ hiệu quả kinh tế đạt được, các đơn vị thực hiện mô hình đề nghị được tiếp tục xây dựng mô hình ở một số vùng trọng điểm trồng lúa của tỉnh. Hôm qua 25 tháng 4 tại xã Hòa Lộc, Ủy ban dân huyện Hậu Lộc đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 với chủ đề nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tại lễ phát động, Ủy ban dân huyện Hậu Lộc kêu gọi các phòng ban chức năng, các đoàn thể chính trị xã hội, chính quyền các xã thị trấn, các cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019. Trong đó, các cơ quan ban ngành, hệ thống chính trị từ huyện đến xã tăng cường công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức cho nhân dân, nâng cao trách nhiệm đạo đức của người sản xuất để sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm đối với tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Chiều qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi cấp tỉnh năm 2019, chương trình tập huấn nghiệp vụ cho hướng dẫn viên bơi cơ sở, kế hoạch tổ chức giải bơi lặn cứu đuối.
Theo kế hoạch, lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi cấp tỉnh sẽ diễn ra vào sáng ngày 8 tháng 5 tại bể bơi Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh. Lực lượng bơi hưởng ứng bao gồm huấn luyện viên, vận động viên bơi lặn của tỉnh, học sinh, đoàn viên thanh niên thuộc 6 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đối với kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho hướng dẫn viên cơ sở thuộc chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em toàn quốc, Thanh Hóa là tỉnh đăng cai tổ chức chương trình tập huấn khu vực 2 cho các huấn luyện viên cơ sở đến từ 16 tỉnh, thành phố. Chương trình tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 5. Giải bơi lặn cứu đuối toàn tỉnh diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 5 với các nội dung bơi tự do, bơi ếch, bơi ngửa, bơi lặn, thi đấu cá nhân nam, nữ ở các nhóm tuổi từ 12 đến 14, 15 đến 17 và 18 tuổi trở lên. Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi vừa phối hợp với Trung tâm Anh ngữ Upark Thanh Hóa tổ chức chương trình Festival Tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học. Theo kế hoạch đã được Phòng Giáo dục thành phố Thanh Hóa phê duyệt, Festival Tiếng Anh cấp tiểu học năm 2019 sẽ được tổ chức tại tất cả các trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi là đơn vị đầu tiên triển khai chương trình này. Festival được tổ chức theo hình thức thi rung chuông vàng. 150 học sinh được lựa chọn từ khối lớp 1 và lớp 2 tham gia trả lời nhiều câu hỏi bằng tiếng Anh ở các lĩnh vực khác nhau như toán, tiếng Việt, kiến thức xã hội. Đây là sân chơi bổ ích nhằm rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tiếng Anh, khuyến khích học sinh học tốt tiếng Anh ngay từ khi còn nhỏ và tự tin sử dụng vốn tiếng Anh trong học tập cũng như trong cuộc sống. Thưa quý vị, hiện nay hàng trăm học sinh trường mầm non xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa đang phải học trong ngôi trường không đảm bảo yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất và an toàn. Điều đáng nói là gần 10 năm nay, nhà trường liên tục có các văn bản đề nghị Ủy ban dân xã Thiệu Giang hỗ trợ cải tạo cơ sở vật chất. Nhưng đến nay, chính quyền địa phương vẫn chưa có một động thái gì để đảm bảo môi trường học tập tối thiểu cho học sinh mầm non. Phòng Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp, Điện Năng, Đài Tưởng niệm Liệt sĩ, một ngôi mộ giữa sân trường, cùng hàng loạt công trình cũ của Ủy ban nhân dân xã Thiệu Giang, tất cả đều nằm trong khuôn viên của trường mầm non Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa. Trường giáp với ao, đồng lúa và một khu chợ nhưng lại không có tường rào kiên cố. 32 học sinh chen chúc trong một lớp học chưa đầy 20 m². Tính ra, chưa đầy 0,7 m² cho một cháu. Trong khi đó, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là tối thiểu phải đạt 1,5 m². Lớp học chật chội nên đồ dùng cá nhân và đồ dùng dạy học đều phải di chuyển ra hè để lấy chỗ cho học sinh ngồi học. Đặc biệt, khu vực bếp ăn bán trú của nhà trường được cải tạo từ những căn phòng cũ, xây dựng đã hàng chục năm nay nên xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo để tiếp tục duy trì hoạt động. Gần đây nhất thì có ban kiểm tra có vệ sinh an toàn thực phẩm, chi cục an toàn thực phẩm tỉnh về kiểm tra. Thì đoàn có kết luận là cái khu vực bếp ăn là không đảm bảo an toàn thì có thể đình chỉ, nhưng mà trước cái nhu cầu của phụ huynh là rất là lớn thì đoàn có mời Ủy ban nhân dân xã và nhà trường là ký cam kết sau khi đoàn về thì phải khắc phục để sửa chữa cải tạo cơ sở vật chất. Nhà trường cũng đã có tờ trình Ủy ban nhân dân xã, tham mưu Ủy ban nhân xã, nhưng mà đến nay thì cũng vẫn chưa được cải tạo. Không đủ điều kiện nhưng vẫn phải hoạt động vì nhu cầu ra lớp của học sinh mầm non ở xã Thiệu Giang là rất lớn. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, sĩ số luôn duy trì từ 250 đến 300 học sinh. Nhà trường thiếu từ 4 đến 5 phòng học. Do vậy, tất cả các phòng làm việc của công sở Ủy ban nhân dân xã Thiệu Giang cũ có thể cải tạo được đều đã được nhà trường cải tạo thành phòng học cho học sinh. Ngoài ra, ngôi trường này cũng không có phòng chức năng, không có khu hiệu bộ. Từ khi 2010 đến nay, nhà trường liên tục cứ mỗi năm là bước vào năm học mới thì nhà trường đều có kế hoạch, có văn bản, có tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân xã. Nhưng mà thì đều được trả lời là ngân sách địa phương còn rất là khó khăn, cho nên là chưa có kinh phí để đầu tư. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thiệu Giang cho biết đã nắm được những bất cập tại trường mầm non Thiệu Giang, nhưng việc cải tạo, sửa chữa hay xây mới thì mới chỉ là kế hoạch dự kiến vì chưa có nguồn vốn. Trong cái hè tới đây là các khi mà các nhà trường nghỉ hè, các cháu nghỉ hè thì Ủy ban nhân dân sẽ di dời cái đài tưởng niệm và đồng thời là thu dọn toàn bộ các cái công trình mà này hiện nay đã xuống cấp, đã mục nát thì sẽ di dời và xây dựng kế hoạch để trong hè năm nay thì sẽ tiến hành là tìm kiếm nguồn vốn để đầu tư xây dựng. Theo lộ trình, đến năm 2020, xã Thiệu Giang sẽ về đích nông thôn mới. Nhiều công trình hạ tầng đang được đầu tư xây dựng.
nhưng dường như việc đảm bảo môi trường, điều kiện học tập tối thiểu cho học sinh mầm non vẫn chưa phải là mối quan tâm của lãnh đạo xã này trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Và có lẽ, ngoài Thiệu Giang, không có trường nào ở Thanh Hóa lại có cả đài tưởng niệm liệt sĩ lẫn một ngôi mộ của người dân nằm giữa khuôn viên trường học. Hiện nay, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn đang tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền vận động người dân, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc khắc phục ô nhiễm từ nghề khai thác chế biến hải sản. Trước đây, hầu hết các hộ chế biến thủy hải sản ở xã Quảng Hùng đều đào rãnh xả nước thải ra biển, gây ô nhiễm môi trường biển và ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Nhưng đến nay, các cơ sở chế biến đã xây dựng hệ thống rãnh thoát nước và bể lắng xử lý nước thải ngầm, không xả thải trực tiếp ra biển. Ngày xưa thì là thường là về làm gấu cá, nếu không đầu tư vào thì có làm có thải ra biển, nhưng mà sang 2 năm nay thì gia đình có đầu tư vào để làm, tức là cống rãnh rồi là làm hầm chứa, hầm bể phốt chứa thì nó không ra môi trường. Chế biến của thủy sản ở đây đánh bắt về thì tức là người ta làm là môi trường cũng rất chi mà sạch sẽ. Trước tình trạng ô nhiễm môi trường biển, từ đầu năm 2018, chính quyền xã Quảng Hùng đã tạo điều kiện về đất đai, chính sách để các hộ vay vốn đầu tư hạ tầng sản xuất, hệ thống xử lý chất thải, thành lập tổ giám sát, thường xuyên kiểm tra hoạt động các cơ sở chế biến, ban hành quy chế xử phạt đối với những hồ xả thải không đúng nơi quy định. Bên cạnh đó, xã Quảng Hùng giao cho các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền cho các hộ dân ven biển, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không đổ rác thải sinh hoạt ra bờ biển và thực hiện thu gom rác thải biển 2 ngày một lần. Hiện nay thì địa phương đang tăng cường vận động nhân dân là triệt để công tác thu gom rác thải trong hộ gia đình. Thứ hai là quan tâm đến cái việc chỉ đạo thường xuyên và có cái kiểm tra đôn đốc các hộ gia đình chế biến hải sản ven biển thì thực hiện tốt cái công tác xử lý nước thải, chất thải và không được xả trực tiếp ra cái môi trường. Tuy nhiên là để đảm bảo được cái triệt để thì cũng có thể nói là cần phải có sự tập trung cao độ hơn nữa của chính quyền, đặc biệt là ý thức của người dân. Thì có thể nói là nhân dân Công Hùng cũng đã bước đầu đã ý thức được cái công tác này. Việc giữ gìn môi trường biển sạch đẹp được xã Quảng Hùng xác định là nhiệm vụ lâu dài và còn nhiều khó khăn. Xã đang tiếp tục thực hiện tiêu chí môi trường nông thôn mới, hướng đến xây dựng đề án bảo vệ môi trường biển bền vững. Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ nóng tình trạng phòng khám răng không phép, mà hiện nay tình trạng các phòng khám răng có phép nhưng lách luật, vi phạm quy định hoạt động cũng đang diễn ra khá phổ biến tại nhiều địa phương trong tỉnh. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Thời điểm phóng viên ghi hình tại phòng khám nha khoa Hải Minh, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn không có bác sĩ. Tuy nhiên, nhân viên phòng khám vẫn đang thực hiện hàng loạt các dịch vụ về răng cho bệnh nhân, trong đó có cả bệnh nhân nhổ răng số 8. Trong một ngày, anh có thể không có mặt phòng khám mấy tiếng đồng hồ, thậm chí là một ngày. Đó, nếu mà đi quá một ngày thì anh mới có văn bản, anh mới có sổ giấy, phải báo cáo lên văn phòng. Và đi quá 72 tiếng đồng hồ, anh phải báo cáo lên sở. Còn trong một ngày, anh có thể không có mặt ở phòng khám. Bệnh nhân hoặc các nhân viên của anh hoàn toàn có thể làm theo chỉ định của anh. Khẳng định của chủ phòng khám này là trái với quy định của Bộ Y tế, bởi theo quy định, trường hợp bác sĩ chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt thì phải ủy quyền cho người làm việc tại cơ sở khám chữa bệnh đó có chứng chỉ hành nghề phù hợp tương đương bác sĩ chuyên khoa về răng. Tại một phòng khám răng được cấp phép khác trên địa bàn phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, phóng viên tiếp tục phát hiện sai phạm, không có bác sĩ, nhân viên phòng khám vẫn tổ chức khám điều trị bệnh cho bệnh nhân. Chị thường thường làm dịch vụ về răng giả và chám răng sâu. Phòng mình có bác sĩ không? Phòng chị có bác sĩ. Chị là bác sĩ? Chị chỉ là phụ và bác sĩ chính hôm nay có việc vắng. Một vi phạm phổ biến khác tại các phòng khám răng hiện nay đó là hoạt động sai thời gian quy định. Mặc dù được cấp phép hoạt động ngoài giờ hành chính, nhưng phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt Mai Huệ tại tiểu khu 6 thị trấn Hà Trung vẫn ngang nhiên hoạt động trong giờ hành chính. Đáng lo ngại hơn là phòng khám này hoạt động khi không có bác sĩ, thậm chí nhân viên khám điều trị bệnh cho bệnh nhân còn không có chứng chỉ hành nghề. Phòng khám mình hoạt động từ mấy giờ đến mấy giờ chị? Từ 17 giờ đến 20 giờ. Bây giờ hành chính lại có bệnh nhân đang làm. Thì cũng có một vài bệnh nhân người ta đau ấy, thì có đột xuất thì em bệnh nhân đến xử lý những cái đơn giản ấy, thì bọn em cũng có xử lý qua cho bệnh nhân để người ta đỡ đau trước thì đã. Bọn em hoạt động từ 8 giờ sáng đến 11 rưỡi trưa,
Chiều bọn em hoạt động là từ 2 giờ chiều đến 6 giờ. Phòng khám răng không phép thì mọc lên như nấm, ngang nhiên hoạt động bất chấp các quy định của pháp luật. Phòng khám răng có phép cũng lách luật, hoạt động sai quy định. Trong khi đó, công tác thanh tra kiểm tra của ngành y tế và các địa phương thì vẫn được tiến hành thường xuyên. Thế nhưng chất lượng của các cuộc thanh tra thì vẫn còn nhiều điều phải bàn. Chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.